Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình Hezi đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Dragon City. Và nếu anh em nào thích cái video này đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video cho mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé, nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi và nếu có thể thì hãy click quảng cáo cho mình nhé. Rồi ok, ui đang bán một cái con rồng gì đó, một con rồng mang tên là Init Dragon anh em ạ, đẹp ghê. Legendary có hệ Primer đầu tiên, sau đó hệ lửa, hệ kim loại và hệ chiến binh. Ủa con này đẹp thế nhỉ? Bộ giáp của nó là bộ giáp xương à? Con rồng lửa nhưng mà mặc bộ giáp xương nhưng mà. Ok, giá là 380 game. Anh em nào có game có thể xúc con này về chơi. Cái này thì nó sẽ từ 1200 đến 5000 Gris Coin. Nó sẽ random cho anh em. Cái này khá là hay ho đây và nó sẽ tác dụng trong vòng khoảng 2 ngày. Để tiếp mình xem mình có thiếu bao nhiêu coin thì mình sẽ có thể mua sau nhá. Mình sẽ cố gắng lấy được cái con rồng tăng trước, xong rồi tính sau anh em ạ. 380 game cho một con rồng thì nó cũng hơi chát, giá là hơi chát anh em. Nhưng mà đẹp, con rồng vừa rồi rất đẹp luôn. Nhìn sao, con rồng mặc giáp xương à? Đấy, giá 380 game. Anh em nào có thể xúc thì thôi nhé. Trời ơi, ấn tăng công làm cái gì vậy? Mình chẳng hiểu tăng công làm cái quái gì luôn. Và mình vẫn đang đi đúng không anh em? Vẫn đang đi cái đường bên này. Chiều nay mình vừa xem quảng cáo rồi, có thêm được một ít coin nữa. Chúng đang đi đâu nhỉ? Đi vòng đây đúng không? Để đánh lấy cái con rồng Viking này luôn. Con này mình cũng chưa có. Nó cũng là một con rồng thuộc dạng như là từ mấy cái sự kiện lần trước cơ. Đây thì sẽ là cái hòm Legendary Off. Và trong này sẽ có cái gì đây? Trong này chúng ta sẽ có Latran. Đấy, 300 này. Mình có lẽ mình sẽ đi đổi thêm Op Heroic với anh em. 8700. Cho còn thiếu một vài điểm nữa, còn tận đến 2 ngày nữa cơ. Ở đây có một cái thời trang này. Cho có lẽ là sẽ nên lấy cái thời trang của con đấy. Nhìn có vẻ là khá là hay ho, nó ở ngay đây. Nó cũng không xa lắm đối với chúng ta anh em ạ. Rồi ok thì mình sẽ ra ngoài. Xong rồi, cái này thì xong luôn rồi. Bây giờ mình sẽ đi đổi nha anh em. Hello anh em, có ai đổi ấy không nhỉ? Đổi off không nhờ? Có ai đổi off không? Mình có rất là nhiều cục heroic nhưng mà vấn đề là mình đách quái đổi cho mình luôn. Đây này, mình có rất là nhiều luôn. Mình đang muốn đổi cái con hai con heroic ấy. Đây. Mình muốn đổi hai Octane à, hai Tension à, mình muốn đổi con gì đây? Có rất nhiều con đẹp, hai Purity cũng rất đẹp. Đây là những con mình chưa có này. Hai Octane, hai Tension này. Chinese đổi làm đấy gì? Hai Trident này, hai Comet này. Messius thì có rồi. Cái này là sao ta? 1 2 3 thành viên là như nào? Là những người đấy có hay như nào? Không hiểu luôn. Heroic. Em ơi, mình muốn đổi cái op của Heroic anh em ạ. Heroic của con gì nhỉ? Bây giờ mình chắc phải đổi cho con 2 thôi. 2 Octane thôi. Em có con 2 Octane không nhỉ? Mình đang cần, rất cần đổi cái op này anh em ạ. Không biết là anh em nào có không? Đây đây đây, thử hỏi bạn Khang Lâm xem, nhớ đâu bạn ấy có thì sao? Cái này thì nó chưa bắt đầu à? À không, hiện đang bán anh em ạ. Còn Lastran Dragon này thì nó bán giá là 280 game. Đắt đỏ ghê ta. Không biết là sẽ lấy ở đâu. New Dragon, đây này, có hai anh em sinh đôi. Vấn đề là mình cũng chẳng biết lấy nó kiểu gì. Cái thời trang này thì ta sẽ lấy được ở trong cái sự kiện tăng rồi. Còn cái con này thì phải mua. What the hell? Summon nó ra. Và như thế nào đây? Bán giá đắt quá. Thật sự giá rất là chát. Mắc chát luôn ấy. Cái coin này đã hồi chưa nhỉ? Chưa hồi này. Cái coin chưa hồi này. Trên này thì có thể sinh sản thêm một loài mới à. Lấy chưa con Beauty. Lấy từ con Tăng và con Ice Fire. Đấy. Ồ, hiện tại mình chưa con Tăng anh em ạ. Chưa làm gì được. Và nó còn tầm 2 ngày nữa. Hoặc cái con rồng Nazca mình có rồi. Nó kết hợp từ con Tracking và con Beauty. Trong khi đó Beauty mình còn chưa có. Đòi làm sao thế được. Em cần op con gì anh đổi cho. Đấy, chứ phải cần đổi này là cần phải thống nhất với bạn bè mình trước, thống nhất với người đổi trước, không là hơi bị mệt.
họ cần gì thì mình sẽ yêu cầu cái đấy và đề nghị đổi cho họ cái đấy thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Bây giờ cái tăng này khá là đẹp, hòn đảo tăng này khá là đẹp, nhưng vấn đề là tôi chưa để lấy được 1, 2, 3 bước nữa cơ, xa quá nhỉ. Có tăng này đẹp ghê ra nhờ. Nó cái dạng kiểu chibi, nhìn nó đẹp ghê. Bùm, bùm bùm. Nhìn chưa hay nhờ, hay ghê ta. Ok, chúng ta sẽ ra ngoài để xem đổi đã. Kiểu gì mình sẽ lấy đấy anh em ạ, cho bộ sưu tập thôi. Còn đấy thì thực ra là sưu tầm nó cũng chẳng để chiến đấu được. Xem nào, cần nó có gì không em ơi, để mình đổi cho nào. Nếu mà chưa cần vội thì mình sẽ đi đánh nhau trước đã nhá. Quest cái này phải đợi khoảng 6 giờ. Ủa rồi, cái này đợi khoảng 2 giờ nữa. Bây giờ tầm khoảng 6 giờ, đợi khoảng 8 giờ thì nó sẽ được cái Heroic Quest. Và tầm khoảng 12 giờ đánh thêm một trận nữa. Và 4 giờ sáng ngày mai dậy thêm đánh thêm một vài trận nữa. Mệt phết đấy anh em ạ, không phải đùa đâu. Không biết là có đủ để up để nâng cấp cho con này không. Nucleus có em ơi. Rồi đổi luôn anh em nhá. Rồi rồi ok, Nucleus đổi luôn. Hai Austin đổi lấy Nucleus là xong. Nucleus đổi luôn em ơi, mất khoảng mình có 20 bình thôi, thoải mái đi. Đổi em ơi, 6 giờ. Đổi em ơi. Khang Lâm đã trade với mình cũng sẽ dùng dùng một cái này đổi luôn đây này. Như vậy là cho sẽ đổi được hai cái liền qua anh em ạ. Yes. Rồi ok, đổi thêm như vậy là mình sẽ có được khoảng 75 mảnh nha. Yes sir. Đổi phát hai người không? Mai đổi tiếp nhé em. Anh sắp đủ rồi, anh sắp đủ để có thể triệu hồi thêm ra một con Heroic nữa rồi anh em ơi. Oxten đây, 75 mảnh, như vậy là mình còn thiếu khoảng 25 mảnh nữa thôi, là kiểu gì chắc chắn là mình sẽ được thêm một con rồng Heroic nữa. Dã man. Mai đổi thêm một con nữa em ơi nhé. Thoải mái đi, đây mình đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ đổi rồi. Bây giờ chỉ cần vào đánh nhau thôi. Temporary quest vì chúng ta sẽ cày cái sunset này. Và chúng ta sẽ nó yêu cầu cấp 30 đúng không? Cấp 30 mình có ngay, mình có cấp 34 đây, mình sợ đấy gì anh em. Lên nào. VS đối đầu với Sergi Dragon Primer cho mình đánh khoảng đánh lan 3 con. Nó khá là dã man. Tấn công nhờ Snow nè. Snow là 17.000, một chiêu là 17.000, Andres là bóng tối á. Bóng tối là 16k, một con nữa là con rồng thùng rác vàng. Không phải thùng rác vàng mà nó có ba loại: màu xanh, màu đen và màu xanh dậy, màu xanh dương, màu xanh lá cây và màu đen. Cái này sắp được sunset rồi anh em ạ. Rồi ok, đã xong. Only Grid Coin cái này thì cũng khá là ngon. Mà nó có 2 ngày cơ anh em, cứ bình tĩnh, thoải mái đi. Cái Kindergarten đang giảm giá đồ. Cái Kindergarten là một cái gọi là phí phạm nhất, không để làm gì cả. Trời ơi, mình có để team xịn không? Hình như có. Cho quay trở lại với cái công việc, đó chính là cày game. May quá, đánh nhau luôn. Hai combat cũng rất đẹp này. Nhưng mình cứ sở hữu con Octane trước đã, xong mấy con này ra sở hữu sau. Lần đua sau là chúng ta sẽ lại có thêm một con nữa, thế thôi. Đơn giản. Mỗi một lần đua ta sẽ có hai con, là cực kỳ là ngon, đúng không? Hệ lá này 45k, 45k máu. Con này là hệ pure, đam khá là lớn. Đây, con này là hệ primer. Tấn công là 62.000 máu, sub zero. Xong. Được thêm grid coin, có nghĩa là chúng ta vẫn chưa đủ cái lượng grid coin mà ta cần trong này. Còn Nibber White. Ghê nhờ, cho không chiến binh rồi. Con này sấp mặt rồi. Sấp mặt lờ rồi. Khỏe ghê ta. Chết rồi, ăn đòn rồi anh em. Con này sẽ 83.000 máu được tăng công anh em ạ. Chúng ta hy vọng về một tương lai là có thể giết được nó. Nó cũng khỏe ghê ta nhờ. Con này cần phải nghỉ ngơi một tí. Nhưng mà sợ con này sẽ bị đánh anh em ạ. 15.000 chắc là sẽ được thôi. Rất là con khỏe nhất rồi. Satan, con này Việt Nam ạ. Thằng nào khỏe ghê. Chỉ có con này khắc chế thôi. Con Primer thì hệ lá thì cần hệ băng và lửa nhá. Chúng ta có thể dành mấy con đấy xong. Cả con ba con đều có hệ băng, nhưng mà con này khỏe hơn này. Đan nó sẽ là ngon hơn một tí so với con kia, vì nó là một sao, vì thế để dành phát kia, phát cuối. Không hai chiêu gì mạnh nhất? Chiêu 1950 là chiêu băng.
là mạnh nhất của mình, không chết được ạ. Mình sẽ die thôi, chắc chắn là mình sẽ die rồi. Nhưng mà chiến thắng là được rồi. Rất là mệt và rất là khó khăn khi giết được cái con này. Chiến thôi anh em. 74 ở đây toàn cấp 74 trở lên thôi. Alex dùng primer 56.000. Một hit nữa sẽ die này. 58.000. Ui, ghê đấy. Mặt trời. Hàng ngàn mặt trời. Ồ, có 2 com nữa. Ở 2 com thì mình không ke được. Con này thì sẽ thua thôi. Thua 2 com rồi. 2 com thật rất là đẹp. Không biết bao giờ chúng ta mới sở hữu được 2 com đây. Thôi kệ đi, cứ sở hữu những con nào mà có nhiều op nhất á thì chắc chắn là cơ hội sở hữu nó dễ hơn, đúng không? Con này để sau đi nha. Bên này ta sẽ có gì? Ồ, đợi khoảng 6 tiếng nữa cả thì mới hồi lại cái này anh em ạ. 6 tiếng nữa nha. Cái gì đây? Giải cứu rồng thì nghỉ ngay đi, thì mấy con này đắt lòi ra. Rồi ok, không ai đổi mình nữa đâu, chắc chắn với anh em thế. Bây giờ mình cũng hết lần đổi rồi. Cho sẽ còn Master Arena, mình cày cái Master Arena này luôn, lên cấp luôn. Willow, Pussy, Epic. Ui, 60 à? Nhìn nhầm mẹ tí đấm cho nó thì đấm cho. Tung mặt. Skip mất khoảng ui, chết rồi. What the fuck rồi. Hết sạch thức ăn rồi anh em, mình đang bị trừ. Ôi, tôi bị âm thức ăn nữa. Cái đéo gì vậy? Tại sao tôi âm thức ăn vậy? Tôi không thể hiểu luôn. Đây, thức ăn có lại đây. Bị âm thức ăn, nếu gọi là sợ chứ. Chưa từng bao giờ gặp cái trường hợp là âm thức ăn. Âm 12.000 thức ăn. Rồi, thức ăn này trở lại 14.000. Chiến thôi, nhờ. Và chúng ta sẽ Master Nature 3. Nên skip team này thì không ăn được đâu, 45 cơ mà. Nó khỏe hơn mình nhiều. Lửa thì đập được nó anh em ạ. Mình sẽ để con 90 bất tử lên đấm trước. Con này sẽ bị khắc hệ nên nó hơi bị củ chuối. Để cho con 90 bất tử lên. Dũng City Horn. Con Pua ăn được. Con Boulder thì Boulder đấy nhau, Boulder. Xong. Team này nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Và chúng ta có thể hạ được khá là dễ. Khá là dễ dàng. Kitsune. Nó chẳng có chỗ gì có thể khắc chế được mình cả. Một chiêu đai luôn. Ây cha cha cha. 35.000 à? 56.000 này bé cưng. Đánh cả ngày nha bé cưng. Con này khỏe quá. 3 sao cơ mà. Sự khác biệt hoàn toàn luôn đấy so với con kia luôn. Ok, Abyss lên 3 sao cái là mình cũng cho lên level 35 luôn. Nó khá quan trọng trong đội hình. Có Vulcan 40 thì nên ninh lên next thôi. Có Morlocks ở đây rồi. Không được rồi, còn có Mechano 48. 2 sao. Khỏe ghê, không ăn được. Có hai trách, hai con này thì yếu này, có mỗi con này là khỏe nè. Khá là khó chịu, nó khắc chế được con khủng long của chúng ta. Daybreak level 50. Có Snapper level 40 và Boulder level 46. Toàn con khỏe thôi nhờ. Đây là đội hình sử dụng là toàn những cái con ở trong cái phần Arena này. Chiến thắng Arena và được off này. Rồi, team biệt đội cảm tử đã được sẵn sàng và chiến đấu nào. Let's go. Lên đường thôi. Đàn nào thì cũng chết. Thì skip luôn. Nhanh chóng và gọn nhẹ. Ok. Siêu nhanh. Dracon. Có Kitsune. Từ từ nha. Team nó càng ngày càng khỏe. Ui, Kitsune 3 sao với level 40. Vulcan 42 và Boulder thì 35 bằng mình. Nhưng hai con này nó khỏe hơn mình. Đấy là điều quan trọng. Đây rồi. 3 sao thì mình cũng chẳng xoắn. Đánh được anh em ạ. Gọi con kia ra. Hoàng Long. Rồi kim cương và con nào nhỉ? Con kia đang nâng sao? Con Abyss của mình đâu rồi? Abyss hình như đang nâng sao? Không. What the hợi? Nó không được dùng trong này rồi. Con Abyss không được dùng trong này đúng không? Thảo nào. Thiết Tam Long thì cũng gọi là ổn ổn một tí và nó có chiêu băng thôi, không cần. Thật ra không cần thiết team này. Đánh được hết. Có mỗi con thứ hai thôi. Abyss không được trong này à? Hơi buồn nhỉ. Rồng già ngàn tuổi. Một bé hy sinh. Hai Kratos. Con này khỏe này. Châu đấy. Ôi trời ơi. Tôi nhầm rồi. Đáng lẽ phải là Kratos. Ui. Cũng có thời trang luôn kìa. Khá đẹp. Khá bảnh. Ghê phết. Hai Kratos này.
Có thời trang xịn nhỉ? Cái đấy là thời trang mua hay là chỉ cần lên cấp thôi là nó sẽ có thời trang? Hình như con đấy là có thời trang. Mình tiếp mình thử xem, mình cũng có Kratos ở trong kia. Để xem là có thời trang không. Hình như là có anh em ạ. Nếu mà cố gắng lấy cái hòm thôi. Lần này đánh thì nó cũng không quá khó. Vì rồng mình nó cũng ổn ổn rồi. Rồi ok. Chúng ta sẽ tìm hai. Ồ, không phải hai Kratos, nhầm. Không phải là cái tên của con đấy, nhầm. Kratos. Đây, Kratos của mình có level 9 này anh em. nó có thời trang anh em ạ. Khi đạt được, à không, Raid Skin này phải mua nhá, giá 60 game, thảo nào. Bước tưởng là lên cấp đủ cấp là được tặng. Thì ra không phải thế. Nó bằng với con Boulder anh em, nó không khác gì cả. Đánh thôi nhỉ, Pangen, skip, xem nào. Ui, 70 cho Abyss cơ. Nhiều người dùng Abyss phết đấy, không phải ít đâu. Ok, đánh nhau thôi nhỉ. Ánh sáng thì có bóng tối, lửa thì có chiến binh, lá thì có lửa. Xong, đội hình này là khắc chế cứng đội hình kia rồi. Đảm bảo luôn. To gậy, to với anh ơi. Nhưng làm sao em? Đấm phát chết luôn, mỗi con đấm phát chết luôn thôi. Lá này, chiêu hệ lá này. Magma Storm lên 59.000. Ui, 46.000 cũng đai nha. Cũng không thể nào mà chịu được quá nhiệt được. Gớm ghê. Ở Kitsune có Striking, có Galaxy Fire Dragon. Đánh thôi nhỉ. Đánh thôi. Đánh chứ mà đánh được. À trời ơi, nên bị khắc hệ ạ. May nha. Ủa, nó vẫn đấm được. Thôi. Đen nhở. Khỏi đen được ghê ta. Con ba sao này khỏe hơn tí này, thế không đánh. Con này khỏe hơn mà không đánh này. Chúng ta không có chiêu khắc hệ con này. Nhưng mà chúng ta đánh thường vẫn chết được. Cái chiêu cuối nó sẽ là random ấy. Nó sẽ là random nha anh em. Có lúc được nhiều đam, có lúc chỉ có 10.000 đam thôi. Nó rất chia củ chuối luôn. Xong, và chúng ta lên có khoảng 18 trên 20 một trận thôi là sẽ được rồi. Ổ nó không gặp, không gặp cái con này, con Face Chancer này, cái con cánh cửa quái vật. Rồi, con này thì cũng nhanh thôi, team này cũng nhanh thôi. Và chúng ta sẽ được cái hòm nhá. Có thêm mảnh để nâng cấp cho Kitsune. Ồ, cũng là trẻ con à. Wow, 70.000. Ai cha cha, ghê nhờ, hay sao. Có bao nhiêu đây? Có 36 mà lên được 70.000 máu á. Ồ, con này hư cấu quá. Sao lên được 70.000 nhờ, hình như con đấy là loại máu trâu thì phải. Wow, đây là 70.000 máu anh em, thấy không? Con này này, 4 hệ, cũng ngon đấy chứ nhờ. Mình cũng có con này, có Snapper Dragon anh em ạ. Không tăng công, không làm gì cả mà lên được 70.000 máu, còn khỏe hơn cả bọn này. Kinh nhỉ. Con này còn được tăng công lên được có 61.000 nhưng mà cái là đam nó to. Snapper thì cũng sẽ lên được sao, bây giờ nó 2 sao rồi. Bây giờ lên cấp thì cũng ổn. Có thêm mảnh, ồ có Glorious này. Lại có khi nâng sai để cho Glorious cũng nên đấy. Đùa đâu. Ngon ghê ta nhờ. Mình xem nào. Empower Glorious. Chưa đủ nha. Glorious con Snapper Dragon. Snapper 2 sao này đi chưa. Đấy, khỏe đấy. Hiện tại là Snapper 2 sao 25 mà nó đã tầm khoảng 34k máu rồi. Và đang là A cộng rồi. Đấy, con này là một con khá ngon. Ok, thì chúng ta sẽ kêu mẹ nhé. Xin chào anh em. Hẹn lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Dragon City. Xin chào và gặp lại, bye bye.